chính sách mới có lợi cho người dân từ 1 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, một tin vui dành cho người dân là từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, nhiều chính sách mới liên quan đến cư trú, bảo hiểm y tế sẽ chính thức có hiệu lực và mang lại nhiều lợi ích cho công dân Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, các chính sách về bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú, trợ cấp xã hội và nhiều chính sách khác sẽ được thực hiện, mang lại nhiều người lợi ích cho người dân, đặc biệt là trong mùa dịch này. Điển hình, nhiều trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, công dân được đăng ký thường trú trên 63 tỉnh thành và mức trợ cấp xã hội hàng tháng tăng mạnh để hỗ trợ cho bà con.